Liên quan đến những phản ánh về vị trí đặt trạm BOT trong thời gian gần đây, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến đối với những dự án BOT còn nhiều bất cập. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định nếu bỏ trạm thì phương án tài chính của các dự án sẽ không khả thi. Nhà nước sẽ phải bố trí ngân sách để bù phần thiếu hụt lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận trong số 73 trạm thu phí BOT do Bộ đang quản lý có 17 trạm bất cập về vị trí đặt trạm. Từ đó thì Bộ Giao thông Vận tải này lý giải những bất cập của các trạm BOT đều có nguyên nhân hoặc cho tiết kiệm chi phí xây dựng trạm mới hoặc để đảm bảo phương án tài chính cho dự án. Vì thế Bộ kiến nghị giữ nguyên 16 trên 17 trạm thu phí và tính toán giảm tối đa mức phí cho người dân. Ngoài ra thì Bộ Giao thông Vận tải còn khẳng định nếu bỏ trạm thì phương án tài chính của các dự án sẽ không khả thi. Nhà nước sẽ phải bố trí ngân sách để bù phần thiếu hụt lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Ví dụ như quốc lộ 5 là khoảng 16.000 tỷ đồng.